Chào các bạn. Hôm nay nhà mình sẽ làm món cá rô kho tộ nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cách kho cá rô kho tộ của nhà mình. Thì ở đây hôm nay mình mua được hai con cá rô ở trong chợ chợ Việt Nam á, cá rô làm sạch rồi nè. Thì hai con cá này là 400 gram á. Ở Mỹ mình không có được cái cá tươi cho nên mình phải ăn đỡ cái cá đông lạnh. Cho nên mình phải làm như thế nào để cho nó đừng có tanh. Thì ở đây mình có 400 gram cá rô nha. Và mình sẽ có 200 gram thịt ba rọi. Cái thịt ba rọi này thì tùy theo ai muốn ăn thịt nhiều thì bỏ nhiều, ai muốn ăn ít thì bỏ ít. Ở đây thì khoảng 200 hơn đó, khoảng chừng nửa pound á. Đó là thịt ba rọi. Mà thịt ba rọi này nếu mà muốn ngon thì mình phải sử dụng cái phần mỡ nhiều á. Thì ở đây mình có miếng ba rọi này thì mỡ nạc cũng nhiều mà mỡ thì cũng khá khá. Mình lựa cái nguyên một cái dây á, thì nó có một cái phần đầu nó sẽ có hơi mỡ một tí xíu. Mình sẽ cắt cái đòn đầu mình nó có phần mỡ một chút. Đó thì là hai miếng ba rọi này là khoảng gần nửa pound á. Thì mình đã chuẩn bị sẵn nè. Tỏi băm nè, một muỗng canh nè. Hành tím bằm một muỗng canh, rồi đầu hành lá thì hai cọng hành lá đó, hai cái đầu cọng hành lá bằm cũng khoảng một muỗng canh và một muỗng canh gừng bằm và một trái ớt. Ở đây mình không có ăn được ớt cay nhiều thì mình sẽ dùng trái ớt mễ giống mình đã nói hay chia sẻ đó. Cái ớt này cho nó đẹp và nó cay rất là ít. Rồi hành lá thì hai cây hành lá mình lấy cọng thì còn phần lá mình cũng cắt sẵn ra để lát mình bỏ cho lên trên mặt đó. Rồi một muỗng cà phê nước màu mình thắng đó. Và một muỗng cà phê vung cái ớt bột. Ớt bột của Đại Hàn á, nó cũng không cay, nó chỉ làm màu thôi. Nó tạo màu thôi. Rồi mình cũng cần có hạt nêm, muối, đường, nước mắm và hạt tiêu. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đi rửa cái cá cho thiệt sạch nha. Thì cái cá rô này mình muốn rửa sạch thì mình phải rửa với lại qua với lại muối. Muối với lại giấm và rượu. Mình sẽ cho tí xíu rượu vào nữa cho nó bán cái mùi hôi á. Mình sẽ rửa thật là kỹ từ bên ngoài lẫn bên trong bụng của nó. Rồi bắt đầu mình chậm ráo rồi mình sẽ đem đi ướp ướp trước. Bởi vì mình cần phải có thời gian để ướp con cá cho nó thấm cá đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi rửa. Cái cá trong tủ đá thì các bạn lưu ý là luôn luôn mình lấy ra khoảng chừng 5 tới 10 phút là mình phải làm liền, không có để cho nó rã đông cho nó mềm thì nó sẽ bị ương cá dễ lắm nha. Rồi sau khi cá rô mình đã rửa sạch và chậm cho khô, thịt cũng rửa sạch và sạch miếng nhỏ nhỏ nha. Miếng nhỏ nhỏ bằng lóng tay thôi, tại vì mình không có luộc thịt mình kho chung á, cho nên mình cắt miếng nhỏ nhỏ bằng lóng tay thôi ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đi ướp gia vị nè. Thì trước tiên mình sẽ làm gia vị để ướp cá trước, mình cần cá có thời gian cho nó thấm á. Thì mình sẽ cho vào đây một muỗng cà phê vung, thêm nửa muỗng nữa và một muỗng rưỡi cà phê đường nha. Rồi hạt nêm mình cho một muỗng cà phê hạt nêm, muối thì mình cho một chút xíu muối thôi, khoảng 1 phần 3 muỗng cà phê muối thôi. Rồi tại vì mình không có muốn nêm mặn quá, tới hồi mà lúc mà mình nấu nó rặt lại á, mà nếu mà nó chưa vừa lắm thì mình có thể cho thêm, chứ không thôi nó sẽ bị mặn. Nước mắm mình sẽ cho một muỗng canh, muỗng canh nước mắm. Rồi nước màu mình cũng sẽ cho một muỗng canh nước màu hoặc một muỗng cà phê thì tùy, muỗng cà phê nếu mà màu đậm, còn màu không được đậm thì mình cho nhiều hơn. Rồi đây mình sẽ cho vào đây mỗi mỗi thứ một nửa, nửa tỏi, nửa hành tím và một nửa củ gừng băm. Rồi hồi nãy là một muỗng cà phê vung cái ớt bột màu cho hết vào. Và khoảng khoảng nửa muỗng cà phê tiêu nha. Tiêu còn đập của mình xay xay đừng có nhuyễn quá. Xay cho nó bể bể thôi, còn còn hộp hộp vậy nè. Cho vào.
mình sẽ trộn đều cái hỗn hợp này lên. Rồi mình sẽ ướp vào trong cá. Để khoảng từ 40 cho đến 1 tiếng, 40 phút cho tới 1 tiếng cho cá nó thấm gia vị nha. Sở dĩ mà mình cho một muỗng cà rưỡi cà phê đường thôi là vì một lát nữa mình kho mình sẽ sử dụng cái nước dừa coco, nó cũng có hơi độ ngọt ngọt ở trong cái nước dừa. Chứ nếu mà mình kho bằng nước thường, không có phải kho bằng nước dừa coco, thì mình sẽ cho 2 muỗng cà phê đường. Rồi mình trộn đều hỗn hợp rồi. Mình sẽ đem ướp lên cái cá này nè. Cho vào trong cái bụng cá luôn nha. Trong cái miệng cá nè. Mình sẽ ướp vào trong đây. Cái miệng của con cá mình đổ vào trong cái bụng đó đó. Hồi nãy mình rửa, mình móc trong đây mình rửa sạch lắm. Không có để cho nó dơ trong đó, nó hôi lắm. Tanh. Ở đây mình có cho gừng là để cho cái cá nó bán cái mùi, tại vì cá trong tủ đá nó hay bị cái mùi tanh, nó không có ngon. Mình ướp mình để ở đây đi. Rồi khoảng chừng nếu có thời gian thì ướp lâu hơn, không có thời gian thì khoảng 40-45 phút nha, hoặc là 1 tiếng nha. Mình sẽ cho vào cái tô kho để đây. Rồi mình sẽ đi ướp cho cái thịt này. Cái thịt này thì mình cho vào nửa muỗng cà phê hạt nêm, một phần ba muỗng cà phê muối thôi. Rồi một muỗng cà phê đường, muỗng lân lân thôi, và một muỗng cà phê nước mắm. Rồi cũng cho một chút xíu tỏi, một chút xíu hành. Rồi. Còn lại chút xíu này là chút xíu mình bỏ vô trong cái nồi cá kho nha. Mình cũng sẽ đi trộn đều cái hỗn hợp này lên. Ướp để đó luôn, giống như cái cá. Khi nào cái cá được bắt đầu đem đi kho thì cái thịt này cũng thấm. Rồi mình sẽ để đây cho nó thấm gia vị nha. 40-45 phút mình sẽ quay lại kho cho cả nhà coi. Rồi sau khi cá đã ướp được 1 tiếng, 1 giờ đồng hồ rồi, bây giờ mình sẽ bắt cái nồi đất lên trên bếp để cho nó nóng. Rồi mình cho vào khoảng 1 muỗng rưỡi dầu ăn, 1 muỗng canh rưỡi. Rồi mình sẽ cho hết cái phần hành tỏi với lại cái gừng hồi nãy còn lại vào. Mình phi cho thơm lên rồi mình sẽ bỏ cái thịt ba rọi vô đây mình xào sơ nó. Bữa nay mình không có cái nồi lớn, cái nồi này nó hơi nhỏ, cái nồi này để làm kho quẹt. Nồi đất. Hôm sau mua cái nồi to to tí. Giờ thơm lên là mình mới cho cái thịt vào. Rồi bây giờ cái hành nó thơm lên rồi mình sẽ cho cái thịt ba rọi vào nha. Mình xào lên trong đây cho nó tái tái, chín chín tái tái thôi. Rồi mình sẽ cho cá vào. Rồi chừng 4-5 phút đây rồi cho mình cho cá vào nha. Rồi sau khi đã khèo ở trên bếp được khoảng 4-5 phút rồi, bây giờ mình sẽ lấy ra bớt phân nửa để trên mặt á. Phân nửa thì mình để dưới đáy. Rồi mình chừa lại phân nửa dưới đáy.
mình sẽ cho hai cái con cá vào nha. Cái nồi này bữa nay nó hơi nhỏ. Mình sẽ cho cái thịt này lên trên. Để nó một bên vậy nè. Rồi cái phần gia vị mà ướp cá hồi nãy mình cũng cho hết vào. Cho hết vào nha. Rồi mình sẽ để lửa vặn lửa nhỏ xuống, mình đậy nắp lại khoảng 5 phút rồi mình mở ra mình kiểm tra nha. Rồi sau khi để nó sôi được 5 phút, đậy nắp để lửa nhỏ vừa rồi, bây giờ mình sẽ mở ra kiểm tra. Đó, nó đang sôi sôi lên trong đó rồi, thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ trở cái con cá. Khi mà cái con cá của mình nó chưa có bị chín rục thì mình trở nó sẽ không có bị bể. Mà nếu mà nó chín rục rồi thì mình trở con cá nó sẽ bị bể nha. Bây giờ nó mới chín tái tái thôi, con cá nó còn cứng, mình còn có thể trở được á. Mình trở mặt qua để cho nó thấm á. Lấy cái thịt này lên. Rồi mình sẽ trở nó xuống nha. Đó, cho thịt này qua. Mình sẽ trở cái con này luôn, làm thiệt nhẹ nha, không phải nó bị bể đó. Rồi xuống luôn. Rồi bỏ cái thịt qua bên đây. Mình sẽ đậy nắp lại cho nó sôi thêm 5 phút nữa. Rồi mình sẽ mở nắp ra và cho nước dừa vào nha. Nhớ là mình chỉ để lửa nhỏ vừa thôi. Đây, không để lửa cao quá nha. Cháy đó, tại vì chưa có nước đó, nó cháy. Cho nên để lửa nhỏ nhỏ như vậy. 5 phút nữa. Rồi sau khi sôi thêm được 5 phút nữa, mình mở nó ra và bắt đầu mình sẽ cho lon nước dừa vào nha. Mình sẽ cho nước dừa vào ngập với mặt cá, thịt. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ để lửa lớn lên tí xíu cho nó sôi lại. Khi mà nó sôi lại rồi thì mình sẽ vặn lửa riêu thiệt nhỏ và để cứ sôi trên bếp như vậy, không đậy nắp nữa nha. Vặn lửa lên tí nữa. Mình sẽ để cho nó riu riu như vậy trên bếp khoảng nửa tiếng nữa để cho nó rặt xuống. Khi nào cái mình thăm chừng khi nào cái nước nó rặt kẹo xuống á, rồi lúc đó mình sẽ tiến hành nếm lại thử coi vừa ăn chưa, màu rồi được chưa, rồi lúc đó mình sẽ tắt bếp nha. Bây giờ thì cái nồi cá của mình nó sôi lên ùn ụt rồi nè, mình sẽ hớt hết cái bọt cái mặt đi rồi mình vặn lửa riu riu xuống nha. Để như vậy cho nó sôi khoảng chừng riu riu như vậy nửa tiếng á, cái cá mình đã rặt lại đó, mới chưa có rặt xuống mà mới bắt đầu sôi thôi mà đã thấy cái màu hấp dẫn rồi, thấy không cả nhà. Mình vớt hết hết cái bọt này nha, vặn lửa nhỏ nhỏ xuống thiệt riu luôn nha, để cho nó sôi lâu trên bếp thì nó cái cá mình nó mới sẽ thấm và rất ngon. Rồi cái khác cá kho nãy giờ 15 phút lửa riêu trên bếp nè. Bây giờ nó rặt lại này tí xíu rồi nè. Mình tiếp tục hớt bọt. Hớt hết cái bọt này cho nó sạch. Xong rồi mình sẽ múc cái nước mình rưới lên cái cá như nè. Mình cứ thỉnh thoảng mình múc nước mình rưới lên cái cá này cho nó thấm cái cá. Tại bây giờ nó rặt xuống rồi, cái cá nó lòi mặt lên á. Đó. Mình cứ múc lên, mình chan lên nó vậy ha. Thỉnh thoảng mình chan cho nó vài lần. Mình chờ cho nó rặt xuống nữa, thêm nữa phân nửa nước này nữa thì mình nên nếm lại rồi cho hành ớt lên nha.
Rồi sau nửa tiếng đồng hồ cái cá của mình nó đã rặt rồi. Ngon chưa? Đó. Miếng thịt ba rọi nè. Ngon không? Lên cái màu rất là đẹp luôn. Mình cho vào đây mấy trái ớt, ớt và ớt ruồi nhà mình trồng nè. Cho nó đẹp. Rồi mình sẽ cho lên đây vài lát ớt mễ hồi nãy đó. Giận không? Cuối cùng mình sẽ cho ít hành lá lên. Và mình sẽ cho ít tiêu lên. Là hoàn tất nha cả nhà. Rắc lên ít tiêu nữa. Rồi. Xong. Như vậy là món cá rô kho tộ của mình đã hoàn tất. Rất là ngon luôn. Màu rất đẹp luôn. Để mình nếm thử coi. Rất rất là vừa ăn luôn, không có cần phải nêm lại thêm nữa. Đúng theo cái công thức của mình, cho 200 g thịt ba rọi và 400 g cá rô là cái gia vị giống của mình là vừa phải vừa ăn luôn, đậm đà, ngọt mặn đầy đủ. Thơm béo hấp dẫn quá. Cả nhà lên làm món cá rô kho tộ này đi nha cả nhà. Để cho gia đình thưởng thức. Hôm nay mình sẽ ăn món này kèm với lại đọt lan luộc mình vừa mới hái ở ngoài vườn vào. Đọt lan luộc với lại cái dưa leo, dưa chuột đó. Đây, bây giờ mình sẽ đi rửa rồi luộc cái rau lan này lên ăn. Ăn kèm với cá rô kho tộ nha. Chào tạm biệt cả nhà nha. Chúc cả nhà thành công với món cá rô kho tộ của mình. Thơm ngon, hấp dẫn và ăn rất là bắt cơm luôn. Nếu cả nhà thấy thích thì lên ủng hộ kênh giúp mình nha cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà. Bye bye.